Chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Mọi người có biết mình đang đi đâu không? Vẫn là một câu nói quen thuộc ha. Mình đang đứng trên một cái phà này mọi người. Đang đi trên một cái phà đấy, mọi người nhìn thấy không? Hy vọng là mọi người cùng xem video clip này để đoán xem là hôm nay mình đi đâu nhá. Và không để mọi người chờ lâu nữa thì mình xin giới thiệu, đây là con đường nối biển Đại Tây Dương, là một con đường dài gần 9 km nối giữa hai thành phố là Kristiansund và Molde ở Na Uy. Mình nghĩ là sẽ có nhiều người đã từng nghe về con đường này rồi đúng không ạ? Đây được liệt vào danh sách là một trong những con đường đẹp nhất trên thế giới, thu hút rất nhiều khách du lịch vào mùa hè và được bảo tồn như một di sản văn hóa của quốc gia Na Uy đấy mọi người. Đồng thời thì đây cũng là một trong những cung đường nguy hiểm, thách thức nhiều phượt thủ bởi nó có nhiều cái khúc cua dốc liên tục với 8 cái cây cầu có độ cong và những con sóng ập vào liên tục hai bên đường khi mà thời tiết xấu đấy mọi người. Tại vì cái quãng đường này nó hơi xa cho nên là phải dừng để cho xe ăn đấy mọi người. Chờ sạc pin một chút rồi nè, cả nhà lại tiếp tục đi nhé. Hôm nay thì Rio và Papa không có đi được rồi. Hành trình của ngày hôm nay đó là bọn mình xuất phát từ thành phố Trondheim và đi khoảng 4 tiếng lái xe mới tới nơi đó mọi người. Bọn mình sẽ đi qua thành phố Molde, một thành phố khá là xinh đẹp khác của Na Uy. Và đặc biệt đây cũng là quê hương của vị huấn luyện viên lừng danh Ole Gunnar Solskjaer, người đang đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United hiện nay đó mọi người. Ai là fan của MU thì chắc hẳn là rành lắm ha. Và trên đường đi thì khung cảnh rất là đẹp luôn. Na Uy là một đất nước mà có đường bờ biển nối dài và có nhiều đảo, nên khung cảnh hiện lên là cứ một bên là đất liền này, một bên là biển này, rồi qua những cây cầu sừng sững nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Và đến thành phố Molde thì bọn mình gặp một người bạn khác tên là Petru. Hôm nay bạn ấy đưa mọi người đến tham quan một địa điểm nổi tiếng ở Molde, đó là Molde Verden Panorama, nơi mà mọi người có thể nhìn thấy một chuỗi những ngọn núi bao quanh nối tiếp nhau và đối diện là biển Đại Tây Dương hùng vĩ. Thật ra thì chắc là Na Uy này hầu như là thành phố nào cũng ngay biển luôn á mọi người ạ. Tại vì cái đất nước này Na Uy này á, hẹp thì hơi hẹp về chiều ngang nhưng mà khá là dài về chiều dọc và có đường bờ biển là nối dài. Molde Verden, yeah. Yeah. A little bit shy. Yeah, it's okay. Because I talk in my language, it's okay. Mm-hmm. Yeah. Mọi người ơi, mình đang đứng ở Molde Verden, là một cái đỉnh núi nhỏ của thành phố Molde. Mọi người biết thể nhìn thấy. Ôi. Nhìn xuống dưới thì rất là đẹp ha. Ngay biển luôn nè. Đây bên kia là núi. It's beautiful in the summer, right? Yeah, it's very beautiful. Yeah. And summer start. Summer snap. This is like panorama Molde Verden. Okay. Yeah. Yeah, this is some house. You can eat. Ở đây thì có một cái nhà hàng để mọi người có thể vào ăn tối và cùng ngắm cảnh đẹp này mọi người. Đồng thời thì ở đây cũng có một cái khu vực nho nhỏ để mọi người có thể lên ngắm toàn cảnh và chụp hình lưu niệm nè. Lúc này thì bạn Petru bạn đã có nói là cái khu này được bao bọc bởi hàng ngàn những cái ngọn đồi núi nhỏ khác nhau, nhìn toàn cảnh rất là hùng vĩ luôn. Tiếp tục cuộc hành trình đi thêm 30 phút nữa thì bọn mình chính thức đến nơi cần đến. Đó là con đường Đại Tây Dương, một trong những con đường huyền thoại của Na Uy đó mọi người. Đến nơi rồi đây mọi người ơi. Có... Sorry. It's okay. Mọi người có nhìn thấy ở phía xa đấy không? Cái điểm đấy. Đây, đây là đường Atlantic Road. Đây là đường Đại Tây Dương nha mọi người. Một trong những cái tuyến đường gọi là huyền thoại ở Na Uy đó.
Mọi người có nhìn thấy không? Điểm độc đáo của cái con đường này á, đó là mang đến một cái trải nghiệm đứng tim cho người lái xe. Bởi những con dốc cao vút cùng với những cái đợt sóng trắng xóa ập thẳng vào thành xe, nhất là khi biến động hay thời tiết xấu đó mọi người. Nhìn trên hình vậy thôi nhưng mà thực tế nó rất là dốc luôn mọi người ạ. Và xuyên suốt cái con đường này thì có 8 cái nhịp giống như là 8 cây cầu nhỏ bắc qua 8 hòn đảo, mang đến độ cong của cầu cũng rất là khác nhau. Và suốt con đường này thì cũng có 4 điểm dừng chân để nghỉ ngơi. Và ngày hôm nay thì chỗ bọn mình sẽ dừng chân ở một điểm này nhé mọi người. Ở đây có một cái nhà hàng nhỏ nè, thì có thể đi toilet hay là mua đồ ăn á, dọc đường không mọi người. Cái màu đen đen ở đằng sau mình á, đó là nhà hàng đó. Cái hình nó ngộ ghê á, nó dài ra xong cái nó dẹt ở hai bên luôn. Hôm nay thì đi vào ngày gió, mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài à, rất là gió, tại vì gió thì thấy lạnh ấy. Đi ở đây tại vì cái khu này nhà hàng cho nên mình phải xài khẩu trang đó mọi người. Ở đây nó có một cái nhà hàng nhỏ để bán cà phê đó mọi người. Mọi người có thể xem nhé. Và cũng là điểm dừng chân để đi toilet nữa đó. Pizza? Hello. 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 Piotr. 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 Pita. Pita. À và bật mí thêm nha mọi người là bọn mình đều làm cùng trong chuỗi nhà hàng Sushi Saburura nha mọi người. Nên là tóm lại là đều là đồng nghiệp của nhau ấy. Cùng xem là kết quả ngày hôm nay thu được những cái flycam nào đẹp nha mọi người. Đi thôi. This is a map. Ôi. À, mọi người nhìn tới cái đường nào. Đó, go. Nhìn nó lên cao cũng rất là đẹp ha mọi người ha. Nhưng mà những cái này thì chỉ có bay flycam thì mới thấy thôi. This freestyle. I go take Diana and Alisa, okay? Oh, okay. Okay, so we're going around. So this is the Atlantic Road. This is the trip. That's the bridge, the popular bridge. One of the most popular. Ah no, in Norway, sorry. In Norway, yeah. Your channel, mamma mia. Yeah. Peter living near here. So it's yeah, I'm living here in near Molde. So maybe this is 30 minutes. Yeah, it's not far away. Not far 30 away. Minutes. 30 minutes. 30-35 minutes drive. So yeah. They look so cool. Right? But it's nice weather today. Uh-huh. Ở điểm dừng chân này thì có một con đường nhỏ để mọi người đi bộ và du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng các cảnh quan tuyệt đẹp của Đại Tây Dương hay ngắm nhìn những đàn chim biển bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Vào mùa hè thì nơi này được ví như là thiên đường nhỏ trên cõi trần. Và con đường này thì được khởi đầu xây dựng vào năm 1989 đến năm 1995. Và được hoàn thành với tổng kinh phí lên đến 20 triệu đô la đó mọi người. Bây giờ thì mình xin mời mọi người cùng xem một đoạn video clip ngắn mà mình đã làm được về cái con đường này nhé. Thank you.
Cảm ơn cả nhà đã cùng mình theo dõi hết video clip lần này nhá. Hôm nay trời khá là xấu tại vì nhiều gió ấy, là mình chảy mũi quá trời luôn. Tuy nhiên là cảm ơn cả nhà một lần nữa. Nếu mọi người thích thì hãy vui lòng bấm like hay là cho mình một cái bình luận hoặc là đăng ký kênh giúp mình nhá. Hoặc nữa là có thể chia sẻ video clip này để mong là có được nhiều người biết hơn về con đường huyền thoại này ở Na Uy nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.